Hello anh em đã quay trở lại với Full Stack. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái mini project mà mình đang làm. Ở trong project này thì mình sẽ sử dụng Terraform để quản lý infrastructure ở trên GCP. Cụ thể là mình sẽ sử dụng Cloud Function. Đây là một cái dịch vụ serverless và mình sẽ sử dụng dịch vụ này để chạy một cái Python application. Ngoài ra trong video này thì mình cũng sẽ sử dụng Bitbucket Pipeline là một công cụ để CI/CD của Bitbucket. Và mình sẽ sử dụng cái feature này của Bitbucket để tự động hóa quá trình deployment của cái dự án này. Ở trong video này có thể sẽ hơi khó hiểu được với những bạn chưa từng sử dụng những cái công cụ mà mình sẽ giới thiệu sau đây. Tuy nhiên thì trong video này thì mình sẽ cố gắng giải thích một cách chi tiết nhất để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan cũng như là có thể tham khảo để áp dụng vào trong công việc cũng như học tập. Ok, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu để tiết kiệm thời gian nhé. Ở cái phần đầu tiên này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua để giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan về cái mini project mà mình đang làm. Thì mình cũng đã chuẩn bị một cái hình vẽ minh họa để giúp các bạn trực quan hơn. Thì trong hình vẽ này các bạn sẽ nhìn từ phía dưới lên phía trên nhé. Ở trong hình vẽ này các bạn có thể thấy có hai team, thứ nhất là Dev team và Infra team. Thì ở trong thực tế thì mỗi công ty to thì thường tách thành rất là nhiều team và sẽ cụ thể là có Dev team và Infra team. Nhưng mà đối với một cái công ty ở quy mô vừa và nhỏ hơn thì có thể hai cái team này sẽ gộp lại thành một, và trong cái team này sẽ có một developer đảm nhiệm dev application code và một developer sẽ đảm nhiệm dev infra code. Hay là trong trường hợp công ty nhỏ hơn nữa ấy, thì sẽ chỉ có một người cần luôn cả application code và infra code, hay còn gọi là super engineer ấy. Ở trong dự án này thì mình sẽ sử dụng Bitbucket để quản lý code của hai team này. Thì đối với Dev team thì mình sẽ có một repository để quản lý Python application code. Còn đối với Infra team thì mình sẽ có một repository khác để quản lý Infra code viết bằng Terraform. Thì trong video này thì mình sẽ tận dụng cái chức năng Bitbucket Pipeline của Bitbucket để tự động hóa quá trình deploy của cái dự án này. Thì nếu các bạn chưa biết, Bitbucket Pipeline thì sẽ cho mỗi người dùng 40 phút free sử dụng mỗi tháng. Thì đối với một cái dự án đang ở trạng thái test và thử nghiệm ấy, thì 40 phút là cũng tạm là đủ. Còn đối với trong thực tế thì các công ty sẽ 40 phút là không bao giờ đủ, cho nên các công ty sẽ cần phải bỏ thêm tiền để sử dụng pet plan và mua thêm cái build time của cái chức năng này. Thì tất nhiên thì nếu công ty của bạn có đủ nhân lực để quản lý infra thì có thể tự build một cái Jenkins cluster để sử dụng CI/CD thì sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Thì để giúp các bạn dễ hiểu hơn thì mình sẽ lần lượt giới thiệu về cách hoạt động của hai cái Bitbucket Pipeline mà mình đã tạo ra để tự động hóa cái dự án này. Đầu tiên thì mình sẽ giải thích về cái Bitbucket Pipeline mà mình sử dụng đối với cái repository lưu trữ Python application code. Mục đích của cái pipeline này là sẽ đóng gói lại code của Python application, sau đó tạo thành một cái zip file và cuối cùng tự động upload lên Google Cloud Storage. Nếu các bạn chưa biết thì Google Cloud Storage là một cái object storage tương tự như S3 của Amazon Web Services. Lý do vì sao mình sử dụng zip file là bởi vì để deploy Cloud Function các bạn sẽ cần phải có một cái zip file chứa source code của cái application mà bạn đang dev. Thì cái zip file này các bạn có thể upload trực tiếp lên Cloud Function hay là lưu vào Cloud Storage đều ok hết. Tiếp theo thì mình cũng đã chuẩn bị một cái hình vẽ để giải thích cái workflow để sử dụng cái pipeline này. Thì đối với cái repository của dev team, tức là repository chứa Python application code ấy, thì giả sử mình sẽ có một branch là master, và trong cái branch này mình đã có hai commit là 1 và 2. Khi các bạn muốn develop một cái feature mới vào cái repository này thì các bạn sẽ sử dụng lệnh git checkout để ngắt ra một cái branch mới với cái format tên là feature gạch chéo xxx. Thì xxx ở đây có thể là nội dung của cái feature mà bạn đang phát triển. Thì sau khi đã chuyển sang một cái branch mới thì các bạn sẽ develop và commit thêm hai commit là 3 và 4. Thì sau khi đã develop xong thì các bạn sẽ tạo một cái pull request tới branch master. Tại thời điểm này thì mình sẽ review lại cái pull request này, và nếu không có vấn đề gì thì mình sẽ merge vào bên trong master. Thì sau khi merge vào master thì tại thời điểm này các bạn sẽ đánh tag, là tôi đánh version cho cái repository. Thì ở đây giả sử thì mình sẽ đánh một cái tag có tên là v1.0.1. Thì sau khi đánh tag xong ở local thì mình sẽ sử dụng lệnh git push để đẩy cái tag này lên trên upstream. Và tại cái thời điểm cái tag này được đẩy lên upstream ấy, thì cái pipeline đầu tiên sẽ được tự động kích hoạt và sau đó sẽ đóng gói cái source code mới nhất thành zip file và tự động upload lên cloud storage. Thì để giúp các bạn dễ hình dung hơn thì mình sẽ mở
giao diện Cloud Strategy thì các bạn có thể thấy ở đây mình có hai cái bucket có tên là Vultr VPS IP Manage và một bucket khác có tên là Vultr VPS IP Manage Infra. Thì cái zip file sẽ được upload vào cái bucket có tên là Vultr VPS IP Manage. Thì mình sẽ mở cái bucket này và các bạn có thể thấy là ở trong cái bucket này đã tồn tại những cái version mà mình đã deploy ở trong quá khứ. Ok, đó là về cái Bitbucket pipeline đầu tiên. Thì tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái Bitbucket pipeline thứ hai nhé. Mục đích của cái pipeline thứ hai này là sẽ sử dụng code đã được phát triển bởi Dev Team cũng như là tự động hóa quá trình thực hiện Terraform Upline Plan. Tuy nhiên thì cái pipeline thứ hai này sẽ đơn giản hơn một chút so với pipeline đầu tiên của Dev Team. Thì ở trong cái pipeline này, thì sau khi các bạn đã merge cái pull request vào branch master, thì cái pipeline này cũng sẽ được tự động kích hoạt tại cái thời điểm đấy luôn, thay vì các bạn sẽ cần phải gắn tắc như là trong cái pipeline đầu tiên. Ngoài ra thì cũng có một cái điểm lưu ý một chút là bởi vì những thay đổi liên quan đến infrastructure sẽ có ảnh hưởng rất là lớn nếu các bạn làm sai. Cho nên ở trong pipeline này thì mình cũng sẽ có một bước xác nhận, tức là thủ công, tức là mình sẽ cần phải kiểm tra lại cái execution plan của Terraform. Nếu cái execution plan này không có vấn đề gì thì mình sẽ tiếp tục thực hiện deploy. Còn nếu bản thân cái execution plan có vấn đề thì mình sẽ dừng, không thực hiện bước deploy nhé. Thì tiếp theo, sau khi cái pipeline này thay xong thì mình sẽ có thể mở cái giao diện của GCP và kiểm tra Cloud Function. Các bạn có thể thấy là mình có một cái Cloud Function đang chạy là Vultr VPS IP Manage với cái source code mới nhất. Ở trong cái phần này thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn về cái Python application mà mình viết dưới vai trò một dev team. Thì cái repository này sẽ có tên là Vultr VPS IP Manage, thì như cái tên nó cũng mô tả luôn rồi. Thì cái repository này có mục đích là quản lý những cái thông tin các cái instance đang chạy ở bên cái dịch vụ Vultr của mình. Thì nếu các bạn chưa biết thì Vultr là một cái dịch vụ cung cấp VPS khá là rẻ cũng như là rất là nhanh. Thì ở trong cái repository này thì mình sẽ có hai file chính là main.py và requirements.txt. Ngoài ra cũng có thêm một cái file có tên là bitbucket pipeline.xml. Thì đây là cái file để quản lý các cái pipeline mà mình định nghĩa cho cái repository này. Thì ở trong requirements.txt thì mình sẽ định nghĩa các cái package cũng như là version mà cái Python code của mình sẽ sử dụng. Tiếp theo là về main.py. Thì ở trong cái file main.py này thì mình sẽ có một cái function main và có cái function này sẽ có một cái parameter có tên là request. Thì nói cụ thể hơn một chút ấy, là khi các bạn deploy cloud function thì sẽ cần phải chỉ định một cái entry point. Thì ở trong cái code infra thì mình sẽ chỉ định cái hàm main này làm entry point để sau đó deploy lên cloud function. Ngoài ra thì các bạn có thể thắc mắc là cái biến request có ý nghĩa như thế nào. Thì một điểm lưu ý là khi Cloud Function chạy cái application của bạn thì cái hàm entry point sẽ được sử dụng như là một cái routing function ở trong cái Flux Framework. Thì nếu các bạn chưa biết thì Flux Framework là một cái library rất phổ biến của Python để viết API hay là viết web. Thì đặc điểm nữa là cái routing function này sẽ có cái parameter đầu tiên là request. Bởi vì vậy là cái hàm main cũng sẽ cần phải có cái tham số là request. Nếu trong quá trình deploy mà Cloud Function không thấy cái tham số request này thì sẽ báo lỗi. Tiếp theo là về logic mà mình viết ở trong cái hàm main này. Thì ở trong hàm main thì mình sẽ có hai cái logic chính. Logic đầu tiên là mình sẽ gửi request tới Vultr API để truy vấn các cái thông tin liên quan đến các instance mà mình đang deploy ở bên Vultr. Thì tiếp theo, sau khi đã lấy được cái thông tin liên quan đến instance ở bên Vultr thì mình sẽ lưu những cái thông tin này vào một cái dịch vụ database có tên là Firestore. Thì các bạn có thể hiểu Firestore là một cái dịch vụ NoSQL. Nếu nói về NoSQL thì các bạn có thể nghĩ ngay đến MongoDB. Có một cái đặc điểm rất hay của Firestore là cái dịch vụ này sẽ đi kèm với free tier, tức là mỗi tháng các bạn có thể sử dụng tầm 1 GB free. Thì đối với một cái application đang ở trạng thái test và thử nghiệm ấy thì mình nghĩ là 1 GB quá thừa, cho nên là mình sẽ tận dụng cái điểm này. Ngoài ra thì ở trong source code thì các bạn có thể để ý có một vài dòng liên quan đến credential. Thì do cái thời gian develop khá là ngắn cho nên là hiện tại thì mình đang lưu những cái credential file liên quan tới Vultr và GCP ở trong cái source code luôn, trong repository. Nhưng cái hướng tiếp cận này rất là nguy hiểm và khi các bạn làm việc ở trên thực tế thì nên tránh cái hướng tiếp cận đó nhé.
thì những cái file liên quan đến credential thì mình sẽ sử dụng hoặc là di chuyển cho một cái dịch vụ khác, ví dụ như là Hashicorp Vault hay là lưu thành environment variable, hoặc là các bạn có thể di chuyển lên dịch vụ của GCP là Secrets Manager. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong về cái Python application mà mình đã viết để deploy lên Cloud Function. Ở trong phần này thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người về Cloud Function một cách cụ thể hơn, bởi vì mình nghĩ là khi mọi người nghe đến Cloud Function thì cũng chưa biết là Cloud Function là gì và cách setup Cloud Function như thế nào. Bởi vì thế thì mình sẽ vừa setup ở trên GCP và song song với giải thích cho các bạn từng cái phần nhỏ nhỏ nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở cái giao diện của GCP, sau đó mình sẽ di chuyển sang quan hệ quản lý của Cloud Function. Tại đây thì các bạn sẽ thấy một cái nút gọi là Create Function, thì mình sẽ click vào. Thì sau khi cái form setup hiện lên ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy ngay, đầu tiên là function name. Thì ở đây thì các bạn có thể điền ngẫu nhiên vào theo cái ý muốn của mình. Tiếp theo là region, thì bởi vì mình làm việc ở Tokyo và mình cũng muốn deploy Cloud Function của mình lên region Tokyo, cho nên mình sẽ kéo xuống và lựa chọn là Asia Northeast 1. Tiếp theo là trigger type, thì Cloud Function sẽ có 3 cái trigger type chính là HTTP, Cloud PubSub và Cloud Storage. Thì đối với HTTP trigger type, tức là bạn sẽ trigger, tức là kích hoạt cái Cloud Function bằng cách gửi một cái request tới cái URL mà Google GCP cung cấp cho bạn. Còn đối với Cloud PubSub Trigger Type thì có nghĩa là bạn sẽ kích hoạt Cloud Function bằng cách gửi một cái message tới PubSub Topic. Thì nếu các bạn chưa biết thì Cloud PubSub là một cái dịch vụ message queue khá là phổ biến ở trên GCP. Thì message queue thì các bạn có thể nghĩ ngay đến Kafka hay là các bạn khi sử dụng Reddit như là một cái message queue ấy. Thì Cloud PubSub là một cái dịch vụ được sử dụng rất nhiều ở trong các cái architecture ở trên GCP. Vô cuối cùng, chúng ta có Cloud Storage Trigger Type. Thì cái Trigger Type này sẽ phức tạp hơn một chút, là các bạn sẽ phải lựa chọn cái Event Type của cái để trigger. Thì lấy ví dụ, các bạn muốn kích hoạt một cái Cloud Function khi mà các bạn upload một cái file hay là một cái object lên Cloud Storage, thì các bạn sẽ lựa chọn Event Type là Create. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua cái phần setup runtime. Ở đây thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải lựa chọn cái memory của Cloud Function. Thì bởi tùy theo cái đặc tính của Cloud Function mà các bạn sẽ cần phải lựa chọn cái memory thích hợp. Thì đối với cái Cloud Function mà mình định deploy thì sẽ không sử dụng nhiều memory, bởi vì là mình cũng chỉ định là chạy mỗi ngày một lần, cho nên là mình sẽ lựa chọn là 128 MB, đây là loại rẻ nhất rồi. Tiếp theo là timeout. Time là một setup cực kỳ cần thiết để giúp các bạn tránh phát sinh những cái phí ngoài ý muốn khi mà cái Cloud Function của bạn chạy vì một lý do nào đấy chạy tốn quá nhiều thời gian, hay là Cloud Function của bạn chạy rơi một vòng loop vô hạn chẳng hạn. Thì các bạn sẽ cần phải có timeout để chặn lại, để ngăn chặn những cái trường hợp như thế. Bởi vì là nói cụ thể một chút thì Cloud Function sẽ tính tiền dựa trên cái thời gian mà cái lượng memory và CPU bạn cung cấp cho Cloud Function sử dụng, tức là memory càng nhiều thì cái mỗi giây sẽ tốn càng nhiều tiền hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải setup service account. Service account là một cái cơ chế để cung cấp permission cho một cái chương trình hay là program chạy ở trên GCP. Thì mình cũng đã có đề cập đến service account ở những cái video trước nói về Terraform. Tiếp theo là sẽ setup auto scaling. Thì đối với cái Cloud Function mình định deploy sẽ chỉ chạy một ngày một lần, cho nên auto scaling sẽ không cần thiết, cho nên mình sẽ lựa chọn là minimum 1 và maximum cũng là 1. Và cuối cùng chúng ta cũng có thể setup runtime environment variable, cũng là cách để các bạn truyền những cái thông tin credential, ví dụ như là API key hay là secret key chẳng hạn, vào bên trong Cloud Function. Thì nó cũng tương tự như là khi các bạn chạy Docker container ấy. Vậy là về setup cơ bản của Cloud Function đến đây là xong. Thì tiếp theo các bạn sẽ cần phải setup những cái thông tin liên quan đến code. Thì mình sẽ ấn vào cái nút Next. Khi Cloud Function cung cấp cho các bạn một số cái runtime, ví dụ như là Node.js, PHP, Python, Java và Ruby, Golang. Thì ở trong project này mình sẽ sử dụng Python 3.9. Các bạn có thể để ý thêm một chút là hiện tại thì màn hình đang để mặc định là Inline Editor. Thì Inline Editor tức là các bạn có thể code ngay luôn trên màn hình giao diện của GCP. Nếu các bạn định test cái gì đấy nhanh ấy, thì có thể sử dụng cái Inline Editor để làm. Ngoài ra thì GCP cũng cung cấp thêm một số cái lựa chọn như là Zip Upload hay là Zip From Cloud Storage hay là Cloud Shock Repository. Zip Upload có nghĩa là bạn sẽ upload một cái file zip lên, thì cái file zip đấy phải chứa cái source code của cái application của bạn. Zip From Cloud Storage tức là các bạn sẽ lựa chọn một cái zip file đã được upload lên Cloud Storage.
Cuối cùng Cloud Source Repository, đây là một cái dịch vụ để quản lý source code ở trên GCP. Trong thực tế thì mọi người sẽ không push thẳng lên Cloud Source Repository mà sẽ migrate, tức là sync đồng bộ giữa code về ở trên GitHub, sau đó sẽ sử dụng các cái CI/CD tool mà GCP cung cấp. Ở trong dự án này thì mình sẽ lựa chọn zip from Cloud Storage. Sau khi ấn vào zip from Cloud Storage thì mình sẽ lựa chọn tiếp theo là cái bucket cũng như là cái zip file mà mình đã upload. Thì mình sẽ trỏ đến cái bucket có tên là Vultr VPS IP Manage. Và ở trong này thì cũng đã có những cái version mà mình đã deploy ở trong quá khứ. Thì đến đây là các bạn đã hoàn tất deploy Cloud Function. Các bạn có thể ấn deploy để tiếp tục. Thì mình sẽ ấn cancel nhé. Trong thực tế cái việc mà click này lựa chọn setup như thế này rất là tốn thời gian và hiệu suất rất là thấp. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng code. Với cụ thể ở đây là sẽ sử dụng Terraform để tự động hóa 100% cái quá trình click và setup như thế này. Ở trong phần này thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người infra code mà mình viết bằng Terraform cho cái mini project này. Ngoài ra nếu các bạn chưa xem cái video hands-on nhập môn của mình về Terraform thì có thể ấn vào cái link hiện ở phía trên góc này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái repository structure. Thì ở trong này chúng ta sẽ có một số cái file kết thúc bằng đuôi .tf để Terraform configuration file. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái file là bitbucket pipeline.xml. Thì đây là cái file để định nghĩa cái pipeline mà mình sẽ sử dụng trong cho cái repository này. Thì cái structure rất là đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau mở từng file và xem cụ thể hơn nhé. Thì đầu tiên là file provider.tf. Ở trong này thì mình sẽ sử dụng Google Provider. Thì ở trong Google Provider thì các bạn sẽ cần phải setup project ID. Đây là GCP project mà bạn sẽ deploy Cloud Function lên. Thì cái ID này các bạn có thể lấy được để khi các bạn mở cái console của GCP ra. Tiếp theo là default region, bởi vì mình làm việc ở Tokyo cho nên là mình sẽ lựa chọn là Asia Northeast Mode là Tokyo. Cái file thứ hai có tên là backend.tf. Thì cái file này sẽ định nghĩa cái remote backend. Remote backend nói đơn giản là cái nơi mà các bạn sẽ lưu cái state của Terraform sau khi bạn deploy cái infrastructure. Bởi vì Terraform sẽ quản lý infrastructure thông qua một cái state file. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng Cloud Storage làm remote backend và mình sẽ sử dụng cái bucket có tên là Vultr VPS IP Manage. Cái file tiếp theo có tên là variable.tf. Thì ở trong cái file này thì mình sẽ định nghĩa các cái variable, tức các cái tham số mà mình sẽ truyền vào bên trong Terraform code. Ở đây thì mình có ba cái tham số. Tham số đầu tiên là function name, là tên của cái function. Thứ hai là function version, tức là cái version của function cũng như là hay là cái tag mà mình đã push ở bên cái repository của dev team là của Python application ấy. Và cái tham số cuối cùng là function zip deploy, thì đấy là một cái flag để giúp mình kiểm soát được là có deploy Cloud Function hay không khi mà cái zip file đã được hay là chưa được upload lên Cloud Storage. Cái file tiếp theo sẽ hơi khác một chút, có tên là terraform.tfva. Thì đấy là config file của Terraform. Các bạn chỉ cần đặt tên như thế này thì khi các bạn gõ lệnh Terraform ấy thì Terraform sẽ tự động đọc cái file này vào. Ở trong này thì mình sẽ thiết lập cái function name, function version là cái v1.0.5. Và tiếp theo là function git deploy thì mình chọn là true. Và cuối cùng là cái file main.tf là nơi mà mình sẽ định nghĩa các resource mà Terraform sẽ deploy lên GCP. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một Cloud Storage bucket là cái bucket mà mình sẽ sử dụng để deploy cái zip file. Tiếp theo thì mình sẽ tạo một service account để gắn vào Cloud Function. Và cái service account này thì mình sẽ gắn cái IAM permission là data store owner. Thì nếu các bạn chưa biết thì data store là một cái phiên bản trước của file store, thì mình chỉ cần gắn cái quyền này thì mình cũng sẽ có quyền access vào file store. Tiếp theo là từ dòng 15 đến 27 là mình sẽ sử dụng để tạo ra một cái Cloud Function. Thì các bạn có thể thấy là chỉ cần vài dòng như thế này là các bạn có thể tạo được Cloud Function thay vì phải lên màn hình của GCP và click và setup rất là phức tạp. Thì ở trong này thì mình sẽ lựa chọn cái runtime là Python 3.9, memory là 128 như mình đã giải thích ở trong phần trước. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ định cái tên của cái bucket là nơi mà mình sẽ upload cái zip file. Còn đối với tên của cái file ấy, thì mình sẽ sử dụng cái tham số là function version. Tiếp theo còn đối với trigger time thì mình sẽ sử dụng HTTP. Còn entry point thì mình sẽ sử dụng là cái hàm main ở bên cái source code ở Python application ấy. Về cơ bản thì cái nội dung của Terraform mà mình đã viết thì nó chỉ như thế này, rất là đơn giản. Bởi vì khi các bạn đã viết một cái chương trình theo kiểu microservice thì cái infra đi kèm nó ấy cũng sẽ đơn giản đi rất là nhiều. Ở trong phần này ấy, thì mình sẽ giải thích chi tiết cái pipeline mà mình đã tạo ở từng repository song song với demo về cách kích hoạt cái pipeline. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái file Bitbucket pipeline của bên Python application của dev team. Ở trong cái file này ấy, thì mình sẽ định nghĩa một cái pipeline được kích hoạt khi mà có một cái tag với format bắt đầu bằng chữ v... lấy ví dụ là v1.0.5 được push lên repository. Thì ở trong cái pipeline này thì mình sẽ có hai step. Step đầu tiên là mình sẽ tạo một cái thư mục có tên là dist, dist hay còn gọi viết tắt của distribution. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng
zip command để đóng gói lại những cái file main.p, requirement.txt cũng như cái thư mục credential tạo thành một cái file zip và lưu vào cái thư mục disk. Các bạn để ý ở trong này là cái tên của file zip thì mình sử dụng một cái biển môi trường có tên là Bitbucket gạch dưới tag. Thì đây là một cái biển môi trường sẽ được tự động tạo ra khi mà có một cái pipeline được kích hoạt bởi một cái tag. Lấy ví dụ khi mà cái tag v1.0.5 kích hoạt cái pipeline này thì cái biển này sẽ có giá trị là v1.0.5. Thì sau khi đã tạo xong cái file zip vào trong thư mục disk thì mình sẽ sử dụng thêm cái config là artifact để chia sẻ cái file zip này cho step tiếp theo. Lý do bởi vì ấy là những step này sẽ được chạy độc lập trong một cái Docker container, cho nên nếu không sử dụng artifact thì cái file zip sẽ mất đi sau khi step đầu tiên này chạy xong. Cái step thứ hai ấy là mình sẽ sử dụng cái khái niệm có tên là py ở trong Bitbucket pipeline. Thì nói đơn giản ấy, khi các bạn sử dụng py tức là các bạn sẽ sử dụng một cái pipeline đã được người khác tạo ra. Ở đây thì mình muốn thực hiện một cái tác vụ là upload cái file zip lên cloud storage. Bởi vì cái tác vụ này khá là phổ biến cho nên là đã có người khác, tức là ở đây sẽ là Bitbucket đã tạo ra một cái pipeline có sẵn rồi. Ở đây thì mình sẽ chỉ cần truyền vào một số cái thông tin như là key file, project ID, bucket cũng như là source. Thì còn key file ấy, thì mình sẽ sử dụng một cái biển môi trường thì mình sẽ giải thích ở phía sau. Tiếp theo là project ID là cái GCP project mà các bạn sẽ deploy cloud function. Đối với bucket thì mình sẽ đặt là vulnerable VPS IP manage. Còn đối với source file thì mình sẽ chỉ đến cái file zip đã được tạo ra ở trong cái thư mục disk. Quay trở lại cái key file, ở đây các bạn có thể thấy có một cái biển môi trường. Thì cái biển môi trường này thì mình sẽ phải setup riêng. Thì mình sẽ mở cái repository và ở sang bên trái thì sẽ có cái repository setting. Ở trong này thì kéo xuống một chút thì các bạn sẽ thấy là repository variable. Ở trong này thì mình sẽ định nghĩa cái biển đấy và các bạn có thể nhìn kỹ hơn một chút là cái giá trị của nó là đã được ẩn đi. Thì cái giá trị này ấy, tức là một cái file JSON service của service account ở trên GCP, và mình sẽ sử dụng cái command base64 để encode lại cái file này và lưu vào đây. Về cơ bản thì đấy là nội dung của cái file Bitbucket pipeline. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái giao diện pipeline ở trên Bitbucket nhé. Thì ở trên giao diện của repository thì các bạn sẽ thấy một cái menu có tên là pipeline. Thì các bạn sẽ click vào đây. Và ở trong cái pipeline này là khi có một cái pipeline kích hoạt thì sẽ được hiển thị ở trong cái menu này. Tiếp theo thì mình sẽ demo cái cách sử dụng pipeline này nhé. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ cần phải kiểm tra xem là cái tag hiện tại của cái repository này là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ quay trở về đầu của repository và ấn vào phần branch. Thì ở đây thì mình có thể thấy là hiện tại tag mới nhất là v1.0.5. Ok, vậy là mình sẽ deploy cái v1.0.6 nhé. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại cái terminal của VS Code. Ở đây thì mình sẽ kéo cái branch master mới nhất về. Để add một cái feature mới thì đầu tiên thì mình sẽ check out ra một cái branch mới có tên là feature gạch chéo test-v1.0.6, và mình cũng sẽ sửa lại cái response của cái function để dễ kiểm tra hơn. Thì sau khi đã sửa xong ấy, thì mình sẽ commit và push lên, sau đó tạo một cái pull request. Mình sẽ chuyển sang cái màn hình của repository và kiểm tra cái pull request nhé. Thì sau khi kiểm tra xong, review lại cái pull request thì không có vấn đề gì, thì mình sẽ merge vào branch master. Ở đây là mình muốn mô phỏng lại cái quá trình mà các bạn sẽ dev một cái feature mới cho cái application. Sau khi merge xong ấy thì mình sẽ quay trở lại VS Code và pull lại cái master mới nhất về. Sau đó thì mình sẽ sử dụng command là git tag để đánh một cái tag có tên là v1.0.6. Sau đó thì mình sẽ push lên repository. Tại cái thời điểm này ấy, theo như mình đã định nghĩa ở trong cái file bitbucket pipeline.xml thì sẽ có một cái pipeline được kích hoạt đối với cái tag của v1.0.6. Thì để kiểm tra thì mình sẽ chuyển qua cái menu pipeline nhé. Các bạn có thể thấy là có một cái pipeline đang chạy rồi. Tiếp theo thì mình sẽ ấn vào cái pipeline này và các bạn có thể thấy là có hai step.
Đầu tiên là tạo thành zip file và tiếp theo là upload lên cloud storage. Thì mình sẽ chờ một chút. Ok, sau khi cái pipeline này chạy xong rồi để kiểm tra thì mình sẽ mở cái bucket Vultr VPS IP Manage ở trong Cloud Storage. Và các bạn có thể thấy là cái file zip V1.0.6 đã được upload vào trong cái bucket này. Vậy là mình đã hoàn tất demo thì cho cái pipeline ở bên Python application nhé. Vậy thì mình sẽ giải thích cụ thể cũng như là demo cái pipeline ở bên Infra Repository dưới vai trò một Infra team. Ở trong cái config pipeline của Infra Repository thì mình sẽ có hai cái pipeline. Một cái pipeline sẽ được chạy khi bạn có commit và push lên một cái pull request. Còn cái pipeline thứ hai là sẽ được chạy khi bạn merge cái pull request đấy vào bên trong branch master. Đối với cái pipeline đầu tiên thì mục đích đơn thuần chỉ là giúp mình kiểm tra lại xem cái pull request này sẽ tạo ra cái execution plan như thế nào. Thì các bạn có thể nhìn kỹ hơn là ở trong cái step đầu tiên của cái pipeline này thì mình sẽ đọc cái thông tin credential của service account để chạy Terraform vào bên trong một cái file, sau đó thì mình sẽ load vào một cái biển môi trường là Google credential file. Thì đấy là cách mà mình sẽ truyền credential service account để chạy Terraform. Thì cũng tương tự là mình đã đăng ký vào cái phần repository variable ấy. Và cuối cùng là mình sẽ chạy cái Terraform plan để in ra được execution plan. Đối với pipeline thứ hai này thì sẽ được chạy khi mình merge cái pull request vào branch master. Thì cũng tương tự như cái pipeline khi đối với pull request ấy, thì mình sẽ cũng sẽ kiểm tra lại cái Terraform plan là execution plan ấy. Tuy nhiên cái bước tiếp theo thì sẽ hơi khác một chút, bởi vì là cái thay đổi infrastructure sẽ rất dễ gây ra những cái bug hay là gây ra cái downtime, cho nên ấy, thì mình sẽ lựa chọn trigger là manual, tức là mình sẽ trigger cái step thứ hai là step mà sẽ apply cái thay đổi lên infrastructure ấy. Tức là mình sẽ phải check cái plan xong, nếu không có vấn đề gì thì mình sẽ ấn nút run, tức là chạy cái bước này, còn nếu mà có vấn đề thì mình sẽ dừng cái deploy lại. Về cơ bản thì cái file Bitbucket pipeline của bên Infra Repository sẽ chỉ như thế này, khá là dễ hiểu. Tiếp theo thì mình sẽ demo cách kích hoạt pipeline ở bên Infra Repository. Như các bạn đã xem ở cái phần trước một chút thì mình đã tạo một cái zip file có tên là V1.0.6 và đã deploy lên Cloud Storage. Thì tiếp theo ấy, thì mình sẽ mở cái file terraform.tfv ở trong Infra Repository và sửa lại cái version của cái Cloud Function là từ 1.0.5 lên 1.0.6. Thì mình sẽ check out ra và tạo ra một cái branch mới có tên là infra-v1.0.6 và commit push cái thay đổi này lên repository. Sau khi push xong thì mình sẽ mở giao diện Bitbucket và tạo một cái pull request. Thì tại cái thời điểm tạo cái pull request này thì sẽ có một cái pipeline là cái pipeline đầu tiên ấy sẽ được tự động kích hoạt và mình sẽ mở cái pipeline menu và kiểm tra nhé. Thì các bạn có thể thấy là đã có một cái pipeline đã được chạy với cái pull request vừa rồi. Mình sẽ mở cái pipeline này ra và chờ một chút để đến khi mà cái Terraform plan chạy hoàn tất. Thì sau khi Terraform plan chạy xong ấy, thì sẽ có một cái execution plan được in ra và mình sẽ kiểm tra cái execution plan này để kiểm tra xem là cái pull request này có ổn hay không. Thì sau khi review xong cái execution plan thì mình sẽ quay trở lại cái màn hình pull request và merge cái pull request đấy vào branch master. Tại cái thời điểm mình merge cái pull request này vào branch master thì cái pipeline thứ hai sẽ được tự động kích hoạt. Để kiểm tra thì mình sẽ mở cái pipeline menu và các bạn có thể thấy là đang có một cái pipeline đang được chạy nhá, in progress. Bước tiếp theo thì mình sẽ click vào cái pipeline đang chạy này và các bạn có thể thấy là sẽ có hai step. Step đầu tiên, mình chỉ đơn thuần là kiểm tra lại lần cuối cái Terraform plan, execution plan có vấn đề gì hay không. Bởi vì cái execution plan chỉ đơn thuần là update cái version của Cloud Function từ 1.0.5 lên 1.0.6, cho nên là không có vấn đề gì.
Và tiếp theo thì mình sẽ nhìn vào chỗ step 2. Các bạn có thể thấy là bởi vì là trigger bằng manual, tức là thủ công, cho nên sẽ có một cái nút gọi là run. Bởi vì không có vấn đề gì cho nên mình sẽ ấn vào cái nút này. Sau khi ấn cái nút này thì cái step 2 sẽ được kích hoạt. Bởi vì cái lệnh Terraform apply sẽ rất tốn thời gian từ 2 đến 5 phút cho nên mình sẽ phải chờ một chút. Sau khi cái pipeline này chạy sóng ấy, để kiểm tra thì mình sẽ quay trở lại cái giao diện Cloud Function của GCP. Tại giao diện của Cloud Function thì mình sẽ click vào cái function có tên là Vultr VPS IP Manage. Ở phần source code thì mình sẽ kéo xuống một chút và các bạn có thể thấy là cái response của code đang trả về là V1.0.6. Ngoài ra thì mình cũng có thể test luôn được cái Cloud Function này bằng cách click vào cái tab cuối cùng này, sau đấy ấn vào cái nút test. Kết quả trả về như thế này, tức là hiện tại Cloud Function này đang chạy cái V1.0.6 source code của Python application. Ok, vậy là mình đã hoàn tất demo cũng như giải thích cụ thể chi tiết về các cái bucket pipeline là mình đã tạo ra cũng như là cách để kích hoạt được cái pipeline này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong một cái mini project mà mình đang làm hiện nay. Ở trong video này thì mình đã giới thiệu tới mọi người tổng quan từ quá trình develop cho đến deploy cái dự án này. Ngoài ra thì mình cũng giới thiệu một chút về Cloud Infrastructure, cụ thể là Cloud Function là một dịch vụ serverless của GCP. Còn đối với deploy thì mình sử dụng Bitbucket Pipeline là một feature có free plan. Mỗi tháng các bạn có thể sử dụng 40 phút. Nói chung là khá là tiện để có thể thực hiện một chút DevOps CI/CD. Mình hy vọng là mọi người sau khi xem xong video này thì sẽ có thể tham khảo được một số kiến thức để có thể tận dụng vào trong công việc cũng như học tập. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích, muốn ủng hộ mình thì có thể ấn nút subscribe, like và chia sẻ video của mình. Mình rất cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tuần tiếp theo.